Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau thử thời phân tích con BID anh em nhé Đây, đối với con BID Thì uh, muốn nói trường con này là 256.000 tỷ số lượng cổ phiếu lưu hành Là rơi vào khoảng 5 .700 tỷ và trong cổ phiếu nói chung Đây là một con blue chip anh em nhé Đây là một con blue chip Về cơ cấu của đông con này thì bán lãnh đạo 0% Tổ chức 96% ở nước ngoài mười phần trăm, cơ cấu này cô đặt nhưng mà đây cũng nhà nước. còn về uh, mặt tài chính này, Đấy, tài chính thì lợi nhuận sau thuế chính như quý, quý hai năm hai mươi bốn quý 2 là khoai ba, năm khoai ba thì cũng cao nhá. này, con này thì không có nợ không chịu giữ bởi vì nó là ngân hàng, này, con này thì nó không nợ không chịu vì nó là ngân hàng của nó này. Ừ, đây Còn về lương chuyển tại thành Nam kỳ là đang uh, âm 72.000 tỷ bị cái đang âm rồi Còn về mặt kỹ thuật con này thì cũng trải qua ba đền giá rồi đây nó đã trải qua ba đền giá rồi Đó, nó cũng đã phá qua được cái đường chen line này đây, phá qua cái đường chen line và lên đã phải lên mạnh cơ nhưng mà lại lên khá là yếu đây, lên khá là yếu có thể khi tạo nền đây luôn nhưng mà thế này những lần nó lên như này này là nguồn cung đạp xuống rất là lớn đây thậm chí cái này khối cây xanh khối lượng rất lớn nhưng mà nó đẩy lên không được em do đấy. Đẩy lên xong bị đạp tù đầu luôn thế nên là mình nghĩ là con này giờ cho nên vào vội phải chờ xế nguồn, cung vùng cản trở trên đầu đã chứ còn thực sự con này giờ, nguồn nguồn cung trở trên đầu khá là nhiều đây, lên rồi bị đạp thu xuống này cây đó khối lượng lớn này lên tiếp đạp một xuống tiếp như vậy hôm nay nhau thử hành phân tích con VID Nếu anh, anh là xin nhà Thôi tạm biệt tất cả các bạn Bye bye